Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ngày hôm qua đúng ra là Nguyễn đăng một cái video để mà bán hàng về những cái cây nem bánh tráng Hà Tĩnh á, nhưng mà hôm qua là Nguyễn có khách cho nên là ngày hôm nay thì Nguyễn mới đăng. Thì vừa rồi cái mặt hoa nem bánh tráng Hà Tĩnh nở lại nó quá đẹp đi. Nó quá là to. Nếu cái này mà đưa một gói thuốc lá vô là nó còn dài hơn cả cái gói thuốc lá nữa. Được khoảng hơn 10 cm. Còn cái cánh của nó là nó dày khoảng 2 cm. Bên cạnh đó thì về những cái tiêu chuẩn về mắt, mũi cũng như là họng thì nó đều đạt. Thì trong ngày hôm nay thì Nguyễn cũng có một số cái key nem cánh tráng Hà Tĩnh, giá nó cũng ở cái tầm mức mà chúng ta có thể sưu tầm được ha các anh chị. Cây này thì giá trị của nó cũng khá là cao, nó cao hơn nem cánh trắng Phú Thọ đấy. Đặc biệt thì ngày hôm nay mình có những cái chậu giả hạt nụ tam bố rất là đẹp luôn các anh chị, rất là đẹp. Thì các anh chị có thể là kéo ở những cái phút thứ sau để các anh chị và các bạn xem ha. Ở phần đầu video thì mình nói chuyên về cái dòng nem cánh trắng Hà Tĩnh đang rất là đẹp như thế này. Thì mình cũng giới thiệu lại sơ qua về cây nem cánh trắng Hà Tĩnh đó. Nó là một cái cây thân thủ rất là đẹp. Về mặt hoa của nó thì mình chưa nói ha. Về thân lá của nó là một dòng thân lá rất là to. Anh chị nào mà thích chơi thân lá thì cái dòng nem cánh trắng Hà Tĩnh này nó đáp ứng được tiêu chí cả về thân lá rất to và đi ngọn. Nếu như mà chúng ta chăm sóc tốt đó, thì nó có thể là đi ngọn qua sang năm luôn. Còn nói về mặt hoa thì các anh chị và các bạn đang xem đó, hoa nem cánh trắng Hà Tĩnh nó rất là to, mắt nó thì rất là gọn, họng nó sạch, thùy nó rất là sạch. Đặc biệt như vừa rồi hồi nãy mình dùng thước mình đo đó các anh chị, hoa rất là to ha. Ngày hôm nay thì Nguyễn sẽ có 5 cái key nem cánh trắng Hà Tĩnh, giá thì nó khoảng tầm 8 triệu rưỡi cho một key. Thì ở phần sau đó thì Nguyễn sẽ quay rõ từng key cho mọi người xem. Những cái hoa mà các anh chị đang xem ở đây là nó mọc trên đầu ngọn của những cái key mới nhú mà có rễ. Thì nó lại ra hoa đầu ngọn. Nhưng mà hoa này thì là hoa chuẩn. Đó, các anh chị xem về thân lá của nó. Nhìn rất là phủ phê ha, rất đẹp. Ngọn nó đi, như cái ngọn này là nó được 1m3 rồi nha các anh chị, 1m3 mà cái ngọn nó vẫn còn mở như vậy đó. Thân thì to nù. Ngọn bên này thì được 1m2. Các anh chị mua hàng bên kênh Lan Trần Nguyễn Lâm á thì các anh chị vui lòng gọi điện thoại trực tiếp giùm em ha. Tại bên em không có bán hàng qua Zalo, cũng không có bán qua Facebook, chỉ có qua cuộc gọi trực tiếp thôi. Thì bên em sẽ có nhân viên tiếp nhận cuộc điện thoại các anh chị. Các anh chị gọi vào số di động 0961 851 766 hoặc số điện thoại bàn cũng được. Số điện thoại bàn thì mình sẽ ghi ở phần tiêu đề đó các anh chị. Thì số điện thoại bàn nó chỉ làm việc tới 5 giờ rưỡi chiều thôi. Sau 5 giờ rưỡi chiều thì các em nhân viên cũng về, cho nên là chỉ còn một số điện thoại di động làm việc thôi nha các anh chị. Đó, mình quay rõ về cái phần họng đó, các anh chị thấy rất là sạch ha. Và đây hai mắt của nó nè, mắt đây là mắt bên trái. Mắt nhung, gọn, rất đẹp. Thì cái dòng nem cánh trắng Hà Tĩnh này á, vào những cái thời điểm mà hot á, là nó khoảng tầm là 1 triệu rưỡi một sen á. Cho hiện tại thì đối với cây lớn thì nó khoảng tầm 700-800 nghìn một sen. Đối với cây lớn nha các anh chị nha. Còn đối với hàng cây thì không có tính theo sen. Ở đây là mắt bên phải. Còn đây là phần thùy của nó nè. Rất là sạch. Không một vết bẩn luôn nha các anh chị. Đó, ở phần viền của nó thì là bông tuyết. Viền môi nó là bông tuyết ha, rất là đẹp.
thì cũng không để các anh chị và các bạn chúng ta chờ đợi lâu. Ngay sau đây thì Nguyễn sẽ có 5 cái key, 5 cánh trắng Hà Tĩnh để gửi đến các anh chị và các bạn. Mỗi một key thì giá trị của nó là 8 triệu rưỡi nha các anh chị. Kích thước của nó thì tương đối xem nhau, tương đối đều nhau hết. Đây là 5 cái key, 5 cánh trắng Hà Tĩnh Nguyễn sẽ xuất bán trong ngày hôm nay. Và Nguyễn cũng sẽ đánh số cho mọi người lựa chọn ha. Những cái key này nó được vào chậu gần 1 tháng rồi nha các anh chị. Chậu số 1 này thì đo được là 7 cm. Và nó được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lá ha các anh chị. Cái lá gốc thì nó hơi nhỏ. Đó, cái ngọn thì đang đi. Và cái lá ngọn bên trong nó vẫn còn nha các anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lá. Đó là chậu số 1. Giá là 8 triệu rưỡi. Cái chậu số 2. Chậu này thì nó vào, Nguyễn có ghi ngày vào chậu là ngày 6 tháng 1 năm 20. Chậu này thì vào chậu được hơn 1 tháng rồi. Cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lá ha. Cây này thì khoảng tầm 6,5 cm. 6,5 cm. Và cũng giá là 8 triệu rưỡi nha các anh chị. Chậu số 3 cũng khoảng 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lá. Đó, kích thước nó khoảng tầm 6 cm ha. Chậu số 4, chậu này thì vào chậu ngày 17 tháng 1 thì cũng gần được 1 tháng rồi. 6,5 cm. Tất cả đều đồng giá là 8 triệu rưỡi nha các anh chị. Nó cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lá. Cây thì đang đi ngọn nha các anh chị nha. Cây tình trạng rất là đẹp. Còn cái ký hiệu ở bên mình có ghi chữ trên thành chậu đó là mình ký hiệu nó cái nguồn gốc của cây mẹ. Khi mà mình mua về mà nó chưa ra hoa đó thì mình cũng ký hiệu cái nguồn gốc như vậy để mà mình biết cái nguồn gốc cái cây như thế nào. Thì cái đó các anh chị đừng cũng không cần phải quan tâm. Chậu số 5 này thì nó cao 7 cm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu lá. Đó, cái ký hiệu chữ mình ghi trên thành chậu này thì các anh chị không không cần phải quan tâm. Tại vì cây này hiện tại nó đã ra hoa rồi nha các anh chị. Cho nên cũng không cần phải quan tâm cái nguồn gốc cây mẹ để làm chi nữa. Đó, hôm nay thì Nguyễn có 5 cái chậu như vậy để gửi đến các anh chị ha. Đây là chậu số 5 nè. Chậu số 4. Chậu số 3. Chậu số 2. Và chậu số 1. Đó là 5 cái chậu đồng giá, 5 cánh trắng Hà Tĩnh nha. Và ngay sau đây thì là lô hàng Nụ Tam Bố đang lên mầm gốc năm thứ 3, rất là đẹp nha các anh chị, và có những cây đang nụ, những cây đang hoa luôn.
Và hoa nó chuẩn như thế này luôn nha các anh chị, chuẩn nồi Tam Bố. Thì đối với những cái chậu này á, là nó mọc cái hoa và cái nụ thì nó mọc trên những cái mầm năm thứ hai, thì có những cây nó ra hoa, có những cây thì nó chưa hoa. Thì năm thứ ba trở đi á, chắc chắn là các anh chị và các bạn sẽ xem hoa được. Có nghĩa là đối với những cái chậu lan này thì đến Tết sang năm á, là các anh chị sẽ xem được hoa. Tại vì dòng này là dòng nó nở vào mùa xuân nha các anh chị. Đó, các anh chị thấy hiện tại bây giờ nó vẫn còn đang là mùa xuân thì cây nó đang nở nha các anh chị nha. À, thời điểm mình quay cho các anh chị và các bạn xem là buổi trưa, tầm 12 giờ trưa, cho nên là hoa nó đã bắt đầu là nó cụp lại rồi. Cái bông này thì mới hé. Đó, có những chậu này thì nó đang có kỳ và có nụ trên trên kỳ luôn. Những cái chậu này là những chậu nụ Tam Bố chuẩn tuyệt đối luôn nha các anh chị. Nên các anh chị không có lo sai cây đối với những cái chậu này. Hoa nó chuẩn tuyệt đối, nó có hoa trong cả lô như thế này nè các anh chị nè. Thì ở đây mình cũng đánh số ngày hôm nay là có khoảng khoảng tầm 20 chậu á. Thì cái dòng này là cái dòng nở xuân. Và thân lá nó rất là đẹp mà hàng nù. Cho nên là cái giá trị của cái dòng nụ Tam Bố nó rất là cao nha các anh chị. Chậu số 1 này giá là 1 triệu, nó được hai mầm 8 và 10 cm, là chậu đang có hoa. Thân rất mập nha các anh chị nha. Nó hiện tại vì cũng còn hai cái nụ. Bên này cũng còn nụ để cho các anh chị và các bạn về chúng ta có thể xem hoa tiếp tục được luôn. Đó, cái nụ này thì đang hé. Hai cái mầm gốc năm thứ ba đã bắt đầu bật lên rồi nha các anh chị. Đó. Thì cái chậu này nó được hai thân. Cái mầm năm thứ ba các anh chị và các bạn chúng ta chăm á, thì nó khả năng là nó sẽ cao được khoảng tầm 3-40 cm á. Những cái chậu này về các anh chị không cần phải thay giá thể nha các anh chị. Chậu nó to và các cái giá thể của nó vẫn còn tốt cho nên không cần phải thay chậu. Chậu số 2 này 750, được 16 cm nha các anh chị nha. Cái thân năm thứ hai này thì nó chưa có sổ hoa nhưng mà nó có một cái kia nhỏ trên thân. Và mầm gốc đã bật lên rất là khỏe. Mầm gốc này thì được 5 cm khoảng đó. Có một cái kia nhỏ trên thân. Thì cái thân năm thứ hai á, sau khi mà nó nuôi cái mầm gốc ra rễ nó cao hơn đó rồi thì các anh chị có thể kích mầm, kích kia được ha. Chậu số 3 19 cm, giá 750. Đó, nó rất là to mập này. Mập hơn ngón tay. Mầm gốc thì vừa mới nhú. Đó, tụi em vận chuyển đến các anh chị thì chắc chắn là phải bảo đảm được cái mầm gốc này cho các anh chị nha. Tiếp theo thì đây là chậu số 4, chậu này 19 cm, giá là 800 nghìn. Đó, cái mầm năm nhất này á, năm thứ hai với cái mầm năm thứ hai này, nó mầm năm nhất và năm hai, thì các cái mầm này các anh chị và các bạn chúng ta có thể kích cho nó ra kỳ được ha, các anh chị ra kỳ hoặc ra hoa để chúng ta nhân giống. Cái mầm gốc đang lên rất là mạnh rồi nha các anh chị nha. Ở đây nó có một cái mắt nó sưng lên nhưng mà không biết nó ra cái gì. Khả năng là ra kỳ. Chậu số 6 là chậu đang có hoa 15 cm, giá là 800 nghìn. Hoa mới nở ngày hôm nay nha các anh chị, cho nên là tới trưa là nó cụp. Hoa nụ Tam Bố rất chuẩn. Những cái cây này là chuẩn 100% luôn, không có trật được nha các anh chị. Các anh chị mua những cái hàng cốc á, thì nhiều khi trồng 2-3 năm sau á, rồi ra cái cây trật lắc thì nó cũng uổng công mình trồng. Còn ở đây những cái cây này nó đã chuẩn như thế này rồi, các anh chị không phải lo. Cái dòng nụ Tam Bố thì nó rất nổi tiếng ở cái vùng Di Linh. Các anh chị có thể chơi thân lá đều được. Nó thuộc dạng thân lá, thân nụ rục và lá tròn. À, vừa rồi mình quay chậu số 6 trước, còn chậu này là chậu số 5. Có mầm, một cái mầm gốc
và có ba cái key, thì trong đó có hai cái key là đang có nụ bói. Nụ bói này thì nó sẽ không không tròn trịa nha các anh chị, hoa nó sẽ bị méo đó. Tại vì nụ nó là nụ bói trên key, đó là chậu số 5, giá 800.000. Chậu số 7, chậu này thì hai mầm 15 và 17 cm, chậu này giá 1 triệu 2. Ở đây nó có một cái mầm nó bị trầy ở cái phần đầu ngọn một chút thôi, tức là nó bị lẹm một chút trong quá trình vận chuyển từ vườn xuống đó các anh chị. Ở đây hai cái mầm gốc đang lên rất mạnh nè. Chậu này thì giá là 1 triệu 2 nha các anh chị nha. Về giá cây lan, cái dòng nội tam bố thì nó cao. Còn ở đây tụi em bán giá nó thì nó cũng cao đó, nhưng mà về cái độ chuẩn cây là nó tuyệt đối, nên các anh chị có thể là yên tâm mua ha. Chậu số 8, chậu này thì nó có hai mầm. Có một mầm gốc đã bật và có một cái key trên thân. Cái mầm 52, cái mầm nhỏ này thì nó chưa lên mầm gốc nha các anh chị. Mới có một mầm gốc lên thôi. Và có một cái key, key nhỏ. Chậu này giá 1 triệu. Đây là chậu số 9, chậu số 9 thì giá là 800.000 nha các anh chị. Chậu này thì nó có một thân thôi. Đang có hoa và có mầm gốc, đã có mầm gốc. Hoa này thì nó nở cũng được 3 ngày rồi. Đó, hoa rất là tím, nó có cánh viền nha các anh chị nha. Cái dòng nụ tam bố này á, mà cái cây cây lớn, cái cây năm thứ ba trở đi là nó ra rất là sai hoa nha các anh chị. Chậu số 10 giá là 1 triệu. Đây là cái thân năm năm thứ nhất, nó đẻ ra hai cái mầm 52, thì cái mầm nhỏ là 7 cm. Còn cái mầm lớn là 24 cm mà chưa đứng ngọn nha các anh chị. Có nghĩa là cái chậu này nó có hai mầm. Cái mầm mầm 7 cm thì đã đứng ngọn rồi, còn cái mầm này thì chưa đứng ngọn. Đặc biệt thì có cái cây này nó chưa đứng ngọn thôi. Mà giống là rất chuẩn nha, các anh chị đừng lo nha. Chậu số 11, 1 triệu, được 18 cm. Chậu này nó có hai cái mầm gốc, một cái mầm được khoảng tầm hơn 10 cm đó. Đó, cái mầm này thì nó đã lên rất là mạnh rồi, mầm năm thứ ba. Và có một cái key nhỏ trên thân nha các anh chị. Hai mầm gốc và một cái key nhỏ, chậu đó giá 1 triệu. Chậu số 12, 18 và 15 cm. Giá là 1 triệu tư, hai mầm. Và đang có nụ luôn, và các anh chị xem hoa được luôn nha. Đang có ba cái nụ đây nè. Những cái nụ này là những cái nụ tự nhiên, không phải có kích nha các anh chị. Tại vì nó là dòng nở xuân cho nên là nó sẽ nở đúng vào mùa xuân. Có một cái mầm gốc và hai mầm gốc luôn nha các anh chị, một mầm lớn và một mầm đang nhú. Chậu số 13, chậu này hai mầm 16 và 20 cm, giá là 1 triệu 3. Đây, hai cái mầm này thì nó chưa chưa có cái gì hết. Cây nó tù ngọn rất là lâu rồi, thì mầm gốc từ từ nó sẽ nhú lên thôi. Đây, mầm gốc nó đã nhú rồi nha các anh chị. Đây nè, nó mới nhú. Thì vận chuyển sẽ an toàn cho các anh chị ha. Hai cái đều đang nhú mầm gốc nha các anh chị. Thì những cái thân 52 này về chúng ta làm cây là vô tư, nhưng mà chúng ta phải chờ mầm gốc nó ra rễ mạnh rồi á, chúng ta hãy làm mầm cây ở trên những cái thân 52 nha các anh chị nha. Chậu số 14, 18 cm, giá là 700.000. Mầm gốc đã bật rất là mạnh nha. Chậu này thì nó có một cái key
Thì những cái key này là Nguyễn đã lách ra rồi. Những key đã có rễ thì mình sẽ lách ra để bán riêng. Cho nên là chậu này giá là 700. Lách ra để cho cái giá trị cây nó thấp đi để cho mọi người dễ mua nha các anh chị. Đó, chậu này thì nó có hai cái mắt đã khai thác. Chậu số 15 giá là 700.000, 22 cm. Một thân và có một mầm gốc. Thì ở đây những cái chỗ bôi keo á là cái vị trí mình đã lách cái kia ra. Ở đây có một cái mắt đang sưng lên nè các anh chị nha. Đó thì hình thức nó như vậy. Và có một cái mầm nhỏ nữa nha. Đó, một mầm gốc lớn và một mầm gốc nhỏ. Một mắt đang sưng. Chậu số 16, 19 cm, giá là 700.000. Mầm gốc đã lên rất mạnh. Mầm gốc năm thứ ba. Năm thứ ba các anh chị chăm tốt, phân cho đầy đủ thì nó sẽ được 3-40 cm. Có một cái kia nhỏ trên thân nha các anh chị. Ở đây có một cái kia lớn thì mình đã lách ra rồi. Hai cái kia, tức là có hai cái mắt đã ra kia nha các anh chị. Và cái kia này thì còn nhỏ, mình để cho mọi người. Để cho anh chị nào mua cái chậu này thì giá nó sẽ 700. Những cái chậu này thì bình thường giá nó tầm 800-900. Nhưng mà những cái key mình đã lách ra thì giá trị nó sẽ khác. Chậu này cũng giá là 700 nghìn nha. Có một cái key mình đã lách ra rồi nè. Thì không sao, cây rất là khỏe nha các anh chị. Mầm gốc đã lên, giá là 700. Chậu số 17, 18 cm. Chậu số 18, 24 cm, giá là 800 nghìn. Ở đây thì cái mầm gốc nó đã được tầm, ở đây thì nó có ba cái mắt, ba cái mắt đã khai thác các anh chị, tức là có ba cái key trên đó đó, nhưng mà đã lách ra rồi. Đây cái mầm gốc này được tầm 15 cm, khoảng như vậy ha, và cái thân mẹ thì được 24 cm. Chậu số 19, hai mầm 12 và 17 cm, giá là 1,2 triệu. Hai cái mầm 52 này chưa có nứt mắt gì hết nha các anh chị. Hai cái mầm gốc đã lên. Đây là chậu số 20, 17 cm, giá là 800 nghìn. Đây là mầm gốc. Ở đây nó có một cái kia trên thân. Kia chưa ra rễ nha. Các anh chị đợi khi nào kia nó ra rễ rồi chúng ta lách nó ra trồng riêng. Cuối cùng là chậu số 21, 6 và 14 cm. Chậu này giá là 1 triệu mốt nha các anh chị. Có hai mầm 6 và 14. Có một cái kia ở trên thân nữa. Đó, hai mầm và hai mầm gốc năm thứ ba. Có một cái kia trên thân. Đó là những cái chậu nụ tăm bố rất đẹp ha các anh chị. Và tiếp theo chậu chậu số 21 giá 1 triệu 1 triệu mốt nha. Tiếp theo thì là những cái key, những cái dòng key này thì vừa lách trên những cái thân mà nó đã ra key đó, thì đương nhiên lách trên những cái cây chuẩn thì nó là key chuẩn nha các anh chị. Nó có hai ba cái key, ba cái key tầm 8 cm thì giá là 200.000, và bốn cái key tầm 12 cm giá là 300.000. Một loại 200, một loại 300 ha. Tất cả đều đã có rễ nha các anh chị. Về chúng ta trồng thoải mái. Cây đang đi ngọt. Đó, bốn cái kỳ. Giá 300. Và ở đây có một cái kỳ. Và nó đã ra mầm gốc luôn rồi. Kỳ đã đứng ngọn và ra mầm gốc. Thì cái này cũng 300 nghìn. Đó, có nghĩa là có 5 cái kỳ giá 300. Và 2, 3 cái kỳ giá 200. Tiếp theo ở đây thì là lô giả hạt Ono. Lô giả hạt Ono đã chia nhỏ ra để cho giá trị nó thấp xuống để cho mọi người dễ mua về làm giống nha. Đây là mặt hoa giả hạt Ono, xuất xứ từ Đài nha các anh chị. Hình số 1 giá 200.000. Nó gồm những cái thân già năm trước có kỳ và hai cái thân hoa.
Hai cái thân hoa này thì chạy tầm khoảng 15 cm. Hai cái thân già, hai cái thân hoa. Có hai cái kỳ. Đó, một cái kỳ. Và cái kỳ thứ hai nằm bên kia. Đây là giả hạt Ono, em xin nhắc lại giả hạt Ono. Thì chúng ta cũng sưu tầm để cho nó đa dạng những cái dòng mà chúng ta chơi ha. Hình số 2 cũng giá là 200 nghìn. Nó có hai cái kỳ trên thân già và hai cái thân hoa. Hình số 3 200 nghìn thì có hai cái thân hoa lớn. Hai cái tâm thân hoa này thì nó tầm 25 đến 30 cm nha các anh chị. Hình số 4 giả hạt Ono giá là 200 nghìn. Thì nó có một cái thân già và hai cái thân hoa. Hình số 5 cũng giá là 200 nghìn. Nó gồm những cái mầm nhỏ ha. 4 4 cái mầm nhỏ. Hình số 6 giá là 300 nghìn. Một mầm, hai mầm, ba mầm. 4 mầm. Hình số 7 giá là 200 nghìn. Giả hạt Ono. Có hai mầm và một cái kỳ. Một cái kỳ trên thân già. Hình số 3 giá là 300 nghìn. Hình này thì đang có hoa đây. Đó, một thân, hai thân. Đây là dòng giả hạt Ono Đài Loan. Mặt hoa nó như thế này. Thì cái này về chúng ta trồng cho nó ra hoa nhiều thì nó sẽ rất đẹp ha các anh chị. Đây hai mầm nữa là 4 mầm nè. 4 thân. Hình số 9 cũng là 300 nghìn. Hình này thì được 1, 2, 3, 4, 5 cái thân. Một thân già và 4 thân hoa. Giá là 300 nghìn. Hình số 10 này thì nó rất là nhiều mầm nè. Giá là 300 nghìn. 6, 7 cái mầm gì đó. Ngắn ngắn. Đó là những cái dòng mà giả hạt Ono ha các anh chị. Thì hôm nay mình có 10 hình như vậy nha. Và ở đây mình có ba cái chậu đang có hoa, là một chậu Hawaii trắng, một chậu Hawaii tím và một chậu, đây là chậu Hawaii trắng nha các anh chị. Dòng Hawaii trắng. Những cái dòng này thì hoa cũng rất thơm ha, giống của Đài. Hai cái thân này thì khá là dài và đã có mầm gốc lên rồi. Hai cái thân này thì được tầm 50 cm. Đây là hai mầm gốc. Ba mầm gốc luôn nha các anh chị, hai mầm lớn, một mầm nhỏ. Giá là 200 nghìn cho cái chậu giả hạt Ono này, à, cái chậu giả hạt Hawaii trắng này nha. Còn đây là giả hạt hồng ngọc, thì cái hoa này nó cũng sắp tàn rồi. Mặt hoa hồng ngọc thì cũng khá là hay á. Nó hồng và lưỡi của nó thì nó xước. Chậu giả hạt hồng ngọc này có giá là 150 nghìn nha các anh chị. Cái thân này dài cả mét á. 150 nghìn và đã có mầm gốc nha. Rất là đẹp đây nè. 150 giá hạt hồng ngọc. Và chậu số 3 là chậu Hawaii tím. Rất là đẹp, giá là 200 nghìn. Nó là một bụi luôn nha các anh chị. Có một mầm gốc nè. Thì những cái thân già các anh chị có thể kích để làm kỳ ha. Đây là mặt Hawaii tím. Tất cả đều thơm hết nha các anh chị. Rất là thơm. Cái thân này cũng khoảng tầm 6-70 cm á. Giá là 200 nghìn cho chậu giả hạt Hawaii tím này nha. Video bán hàng ngày hôm nay thì cũng khá là dài rồi, khoảng tầm 30 phút. Thì mình cũng xin cảm ơn các anh chị và các bạn chúng ta đã xem video bán hàng rất là dài trong ngày hôm nay ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo. Mình xin chào.